Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và sẽ có một sứ điệp ngắn để chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Và mong rằng những lời này khích lệ đức tin của anh chị em, kéo anh chị em đến gần với Chúa và chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài. Chắc chắn gặp gỡ Ngài. Mỗi một cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng bậc nhất đó là chúng ta cần gặp gỡ Chúa Giêsu. Không phải lễ nghi tôn giáo, không phải hệ phái giáo phái, không phải hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ, mà quan trọng là mỗi một anh chị em mình phải được gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là đầu mối của sự biến đổi, đó là cội nguồn của tất cả những sự thay đổi trong đời sống chúng ta. Anh em muốn chữa lành chân, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em muốn được tự do chân, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em muốn được thịnh vượng chân, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em muốn được biến đổi chân, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em muốn được bình an, vui mừng, hạnh phúc chân, cũng cần gặp gỡ Chúa Giêsu. Amen. Tất cả ở trong Ngài gần chân. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xem một đoạn kinh thánh trong Luca chương 19 nói về câu chuyện của Sa-chê. Chúng ta sẽ đọc trong Luca chương 19 từ câu 1 đến câu số 10. Và chúng ta cậy ơn Chúa để xin Chúa bày tỏ khải thị, xem thử chúng ta học được gì trong câu chuyện này. Nhất định rằng lời của Chúa không phải là vô ích. Tất cả những câu chuyện được chép trong Kinh Thánh nhằm mục đích để làm tấm gương cho chúng ta, để dạy dỗ, sửa trách, vẽ trị, khích lệ và khiến cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trở nên trọn vẹn trong Ngài. Cho nên tôi sẽ khởi sự đọc từ câu 1 đến câu 10 về câu chuyện Đức Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm mà rằng: Người này vào nhà kẻ các tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp từ. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ hư mất. Amen. Ok, đây là một câu chuyện thật sự là hấp dẫn. À, có một ông Sa-chê giàu có, rất giàu có, vì ông là làm đầu của thế bộ mà. Cái thời đó người La Mã đến để cai trị dân Do Thái, và họ đặt những con người Do Thái để thu thuế trong công việc kinh doanh, thu thuế trong công việc đồng ruộng, thu thuế trong tất cả mọi vấn đề. Và ông Sa-chê ông làm đầu của một cái vùng đó để ông đi thu thuế. Và lý do tại sao ông giàu có thì anh chị em biết rồi đó. Và cũng lý do tại sao mà dân chúng bảo rằng là tại sao Chúa lại vào nhà kẻ có tội mà trọ. Cho nên những sự giàu có của Sa-chê là vì phạm tội mà có. Cho nên là dân chúng nó nói là tại sao Chúa lại vào nhà có tội mà trọ, tại sao vào nhà cái người mà không có gương mẫu như vậy ở trong xã hội mà trọ. Cho nên ông Sa-chê này ông giàu có, nhưng ông giàu có trong tội lỗi. Nhưng có một điều hết sức thú vị mà chúng ta đọc câu chuyện này, hãy để ý là ông Sa-chê ông rất muốn gặp Chúa Giêsu. Đó là điểm tích cực. Điểm tích cực. Cho dù trong tất cả con người chúng ta đây có những khiếm khuyết,
có những tội lỗi, có những điều nọ điều kia, có thể xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta, có thể người thân sẽ không chịu đựng nổi chúng ta, có thể rằng bạn bè xa lánh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có một điều thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng, đó là muốn gặp gỡ Chúa Giêsu. Không quan trọng xuất phát điểm chúng ta là ai, quan trọng tấm lòng chúng ta có gặp gỡ, muốn gặp gỡ Chúa Giêsu hay không. Và ông Sa-chê này, ông có một đặc điểm nữa, ông rất là giàu có nhưng mà người ông rất là lùn. Kinh Thánh thì không nói là ông lùn bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông rất lùn đến nỗi rằng ông không thể nhìn thấy Chúa đâu. Vì sao vậy? Đám đông bao quanh và ông cứ lùn lùn thế này, không thể thấy. Ông ao ước được thấy, ông ao ước được biết Chúa Giêsu là ai, nhưng vì lý do ông bị lùn cho nên ông không thấy. Và ông phải tìm cách, ông tìm cách, ông không bỏ cuộc, ông không đầu hàng, ông không thối lui, ông đang tìm cách để gặp gỡ Chúa Giêsu. Điều gì cản trở Sa-chê gặp gỡ Chúa Giêsu? Đó là kích thước của ông, chiều cao ông. Câu hỏi tôi hỏi với anh chị em này, anh chị em có khao khát gặp gỡ Chúa Giêsu, nhưng điều gì đang cản trở anh chị em ngặt ngang? Điều gì nào? Có thể chúng ta sẽ rất nhiều lý do. Có người nói, ôi tôi muốn gặp Chúa Giêsu lắm, nhưng mà công việc của tôi đầu tắt mặt tôi, tôi không có thời gian để gặp Ngài. Thì đâu có khác gì Sa-chê đâu, phải không ạ? Ông Sa-chê thì ông lùn, còn mình thì vì công việc. Hoặc là một ai đã nói, ôi tôi muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, nhưng mà bởi vì cái tính chất công việc tôi làm không cho phép tôi đọc Kinh Thánh, không cho phép tôi đi theo Chúa, không cho phép tôi thờ phượng Chúa Giêsu. Đó cũng là một cản trở trong đời sống chúng ta. Họ cũng có thể ai đó nói, tôi muốn gặp gỡ Chúa Giêsu lắm, nhưng mà đồng thời tôi cũng ham ngủ lắm, tôi không thể thức dậy sớm được, tôi không thể đọc Kinh Thánh buổi sáng được, tôi không thể cầu nguyện với Ngài được. Đó cũng là một cản trở, phải không ạ? Cho nên thưa anh chị em, tất cả anh em mình khi muốn tiến gần đến Chúa Giêsu đều có những ngăn trở. Tiên tri TB Joshua đã nói, bất kỳ con người nào có khao khát để tiến gần Chúa Giêsu đều chạm trán với sự ngăn trở, đều tắt thật thật. Anh chị em thử nghiệm mà coi. Nhưng điều khích lệ trong câu chuyện này là gì? Đó là Sa-chê, ông không bỏ cuộc. Đó là Sa-chê tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ gặp gỡ Chúa Giêsu. Ông tiếp tục nuôi dưỡng, ông tiếp tục khao khát, ông tiếp tục nghĩ mọi cách, ông tiếp tục nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn gặp Ngài, nhưng mà bây giờ con lùn quá, Chúa giúp con. Anh em cũng có thể nói với Chúa, lạy Chúa, con muốn gặp Ngài, nhưng mà công việc tôi con bận rộn quá, Chúa hãy giúp con. Anh em có thể nói với Ngài, Chúa ơi, con muốn gặp Ngài, nhưng mà bây giờ tính chất công việc của con không cho phép con theo Ngài, lạy Chúa hãy giúp con. Anh chị em, nếu điều đó mà thoát ra từ một trái tim chân thành, cuối cùng anh chị em sẽ có cách để gặp Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời không bao giờ thua cuộc. Đức Chúa Trời không bao giờ làm bế tắc. Và trong trường hợp của Sa-chê thì ngay lúc ông nghĩ về điều đó, ông đã nhận được một khải thị. Khải thị đó là gì? Leo lên kim cây. Rất đơn giản. Nếu bình thường nghĩ không ra, đúng không? Bình thường nghĩ không ra, nghĩ mãi không ra, bây giờ làm sao vậy? Nhưng mà trong lúc khao khát như vậy thì một khải thị rất đơn giản đấy. Con leo lên cây. Việc leo lên cây đối với người nông dân, đối với những người chăn trâu thì là chuyện lạ thôi. Nhưng anh chị em, đối với những người quyền thế, những người giàu có, những người sang trọng, việc leo lên cây là đung đưa trên đó là một chuyện kỳ dị, phải không? Những quan chức ngày hôm nay, những con người giàu có ngày hôm nay, họ nói rằng đi hội thánh là một điều gì đó kỳ dị. Hội thánh chỉ dành cho những người yêu đức thôi.
tôi là cà ra vát trăm lê của tôi là 50 triệu một bộ, mắc mới tôi vô đây tôi lòi được. Tất cả những điều đó là những vỏ bọc cản trở chúng ta. Nếu Sa-chê nghĩ rằng ôi, mình là quan chức đồng tỉnh, mình là làm đầu những người thâu thuế, mình là người làm quan giàu có, mà bây giờ tự nhiên ngồi vắt vẹo lên cái cây trong nó kỳ quá. Mà ông có thể nói là thôi, chắc là thôi ráng chịu đi chứ còn không lên leo lên. Thì anh em ơi, Sa-chê có gặp Chúa không? Bây giờ anh chị em mình hãy kiểm tra lại chính mình, vỏ bọc nào trong cuộc sống khiến cho chúng ta không thể trở nên như con trẻ được gặp Chúa Giê-xu? Vỏ bọc nào trong cuộc sống chúng ta khiến cho chúng ta không trở nên khiêm nhường và đơn sơ như một đứa trẻ để gặp gỡ Chúa Giê-xu? Đó là câu hỏi hết sức nghiêm túc trong cuộc đời. Chúng ta có thể có nhiều vỏ bọc khác nhau, nhưng chị em hãy tháo nó ra, tháo nó ra và làm theo điều mà Chúa Giê-xu muốn. Nếu Chúa Giê-xu muốn anh chị em trèo lên cây, hãy trèo. Nếu Chúa Giê-xu muốn anh chị em làm bất cứ một điều gì đó, không có vẻ rất khác thường, không có kỳ gì, nhưng mà nếu điều đó là để giúp cho anh chị em gặp gỡ ngay, hãy làm. Đừng sợ, đừng ngại, đừng thôi luôn. Còn nữa, có thể ngày hôm nay một công việc cản trở này, một nghề nghiệp cản trở này gặp chúng, và tôi vẫn phải hỏi một câu hỏi với anh chị: vì cớ Chúa Giê-xu, vì có lòng khao khát muốn gặp Chúa Giê-xu của anh chị em, thì lòng khao khát của anh chị em đủ mạnh để anh chị em thay đổi công việc đó không? Đúng không? Đó là câu hỏi hết sức nghiêm túc. Tôi thưa với anh chị em rằng Đức Chúa Trời là đấng thể trị cả vũ trụ này. Thú rừng thuộc về Ngài, vàng bạc thuộc về Ngài, muôn cây cối thuộc về Ngài, thế gian thuộc về Ngài, vua chúa trong tay Ngài và nghề nghiệp cũng ở trong tay Ngài. Chúa có quyền ban cho anh chị em bất cứ thứ gì mà Ngài muốn. Vậy thì lý do nào chúng ta lại cứ ôm giữ những điều mà điều đó cản trở chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-xu? Anh chị em, ở đây đòi hỏi một đức tin, ở đây đòi hỏi một thái độ ăn năn. Ăn năn là gì? Ăn năn có nghĩa là quyết định thay đổi và đức tin đi theo sau đó. Nếu anh chị em quyết định thay đổi mà không có đức tin, thầy anh chị em trở về vị trí ban đầu. Nó giống như cái làm sao quyết định nó cong xuống, nhưng mà nó cong quá rồi là chị không nói, nó bật nó trở lại vị trí ban đầu. Nhiều lần trong cuộc đời chúng ta quyết định thay đổi, nhưng mà khi đến ngưỡng cửa của sự thay đổi thì đức tin anh chị em không đủ mạnh để anh chị em bước qua, và anh chị em đã vượt mất cơ hội gặp gỡ Chúa Giê-xu. Nhưng cảm ơn Chúa, ông Sa-chê không như vậy. Ngay khi trong đầu ông có một ý tưởng leo lên cái cây, thì trong ông có một sự tranh đấu. Tranh đấu đó là gì? Lẽ nào hôm nay mình phải đánh mất hình ảnh của mình? Phải không? Ông phải tranh đấu chứ. Ông là quan chức mà, ông là người giàu có mà, ông là người mà thậm chí là phải nói là cực kỳ sang trọng ngày hôm nay ở thời đại đó. Và ông nói lẽ nào bây giờ tôi leo lên cây để tôi đánh mất hình ảnh của tôi trước mặt dân chúng, người ta sẽ chỉ vào tôi nó cái thằng Sa-chê bây giờ nó bắt bẻ lên cái cây, người ta nói ông này giờ ra tầm thường quá. Ông phải đấu tranh, chắc chắn ông đang đấu tranh, ông đang đấu tranh, rất đấu tranh. Nhưng anh chị em, điều gì giúp ông chiến thắng đây? Điều giúp ông chiến thắng đó là khao khát gặp Chúa Giê-xu của ông. Và ông có một đức tin xác quyết rằng nếu ông leo được lên cái cây thì ông gặp được Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay tôi hỏi anh chị em, Chúa Giê-xu ban cho anh chị em hãy thế nào? Anh chị em khao khát gặp Ngài thì Chúa ban cho anh chị em hãy thế nào? Có thể Chúa sẽ nói với lòng anh chị em, con hãy kiên ăn một ngày để gặp Ta.
dân ta đủ đức tin không? Ta đủ đức tin để nói rằng lạy Chúa hôm nay con quyết định không ấy. Con ước tha được không nghe? Hay là anh em nói thôi, anh không ăn gì cũng đặt thôi, kệ, chờ qua, ăn đi, làm sao làm lại. Có thể anh em sẽ nói đấy. Nhưng mà không đâu anh em. Nhiều khi sự kiên ăn của chúng ta cũng là một thử thách đức tin khi chúng ta phải vượt qua. Có thể Chúa sẽ ban cho anh em một khải thị rằng con hãy quyết định thay đổi công việc đi, ta sẽ cho con công việc khác để con có đủ thời gian gặp gỡ ta. Anh em dám không? Hay anh em nói không Chúa, con mà nghĩ việc này là con chết đói nhanh lắm nha. Không phải chúng ta nghĩ như thế. Nhưng mà xin thưa anh em, tôi khích lệ anh em hãy làm một bước đức tin. Đức tin luôn đi trước phước hạnh. Anh em có hiểu điều đó không? Đức tin luôn luôn đi trước phước hạnh. Không bao giờ phước hạnh đi trước đức tin. Không bao giờ Chúa cho anh em nhận phước rồi mới tin. Nhận rồi tin làm gì? Phải tin rồi mới nhận. Tin rồi mới thấy vinh quang. Ngày hôm nay anh em hãy lục lại trong tấm lòng mình, điều gì đang cản trở, điều gì khiến cho vỏ bọc của mình quá cứng đến nỗi chúng ta không thể bước ra và gặp lại Chúa Giê-xu. Tôi khích lệ anh em hãy làm bằng bước đức tin. Có thể đó là kiên nhẫn, có thể đó là thay đổi công việc, có thể đó là thay đổi lối sống, có thể đó là thay đổi giờ sinh hoạt của mình, có thể đó là thay đổi những cái điều mình yêu thích. Có chứ. Ví dụ anh em mê bóng đá quá mức đến mức độ là không thể bỏ nó, hãy có trận bóng là phải coi. Coi bóng đá không xấu, nhưng nếu anh em mê nó đến mức độ không thể bỏ được là xấu. Amen. Và nhiều khi đang giờ Chúa Thánh Linh bảo con, ta muốn con quỳ gối cầu nguyện cho điều này, nhưng anh em sẽ nói không Chúa ơi, dời lại một tiếng đi, bây giờ đang trận bóng rất hay, con phải coi đã. Thì trong vòng một tiếng đó người kia đã chết mất rồi, người bệnh đó đã chết rồi. Anh chị em hãy nghe tôi nói này, nếu anh chị em muốn hầu việc Chúa Giê-xu, anh chị em phải có một tâm linh tự do hoàn toàn, không điều gì ràng buộc anh chị em được, không điều gì nếu kéo anh chị em được, thì lúc đó chúng ta mới bước vào mối quan hệ hoàn toàn tự do với Chúa Giê-xu. Cho nên anh chị em, đó là điều tôi muốn khích lệ. Chưa hết đâu, sau khi Sa-chê gặp gỡ Chúa Giê-xu thì có một sự kiện kỳ dị xảy ra trong cuộc đời ông, rất là kỳ dị. Đó là ông nói là, ông nói như thế nào? Ông nói rằng tôi lấy nửa gia tài tôi cho người nghèo, và nếu tôi làm hại ai tôi sẽ lên gặp tôi. Cái điều này có vẻ rất hiếm thấy đây, và thời đại ngày hôm nay cũng rất hiếm thấy. Tôi nghĩ chỉ có ông Sa-chê là duy nhất thôi. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là điều gì? Đó là cái sự kiện ông được gặp gỡ Chúa Giê-xu, cái sự kiện Chúa Giê-xu vào nhà ông ăn tối, nó mạnh đến mức độ, mạnh đến mức độ đạp đổ thần tượng trong lòng ông. Đạp đổ thần tượng trong lòng ông. Xin anh hãy tắt dần cái điện thoại. Anh tắt đi không sao đâu. 5, 10 phút, 15 phút, 20 phút không mất hết bất cứ một cái gì cho anh. Hãy tắt cái điện thoại. Anh chị biết không, sự kiện gặp gỡ Chúa Giê-xu đã xô thần tượng trong lòng Sa-chê đổ xuống. Đây là điều chúng ta học ở đoạn Kinh Thánh này. Mỗi một chúng ta có những thần tượng. Thần tượng đó có thể là của cải đời này, thần tượng đó có thể là người yêu của chúng ta, thần tượng đó có thể là tôn giáo của chúng ta, thần tượng đó cũng có thể là cha mẹ người thầy của chúng ta, thần tượng đó cũng có thể là ca sĩ mà chúng ta yêu thích nhiều lắm. Và điều đó, thần tượng đó chiếm trái tim anh chị em.
anh chị em không thể nào sống thiếu thần được. Đấy là lối sống cùng của chúng ta. Sa-chê, thần tượng của ông là gì? Thần tượng của ông là thâu gốc của cải và tiền bạc. Thần tượng của ông là tài sản, thần tượng của ông là tiền. Thậm chí ông bán cả nhân phẩm của ông để có tiền. Thậm chí ông sẵn sàng làm điều bất chính để có tiền. Đó là lý do dân chúng ghét ông. Đó là lý do rất nhiều người bị hại qua cuộc đời ông. Đó là lý do tại sao người ta nói Chúa Giê-xu mà vào nhà của người có tội này mà trả. Anh chị, thần tượng là một điều gì đó, nó khiến cho chúng ta có thể làm theo ý muốn của nó bất chấp tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói. Thần tượng là một điều gì trong cuộc đời mình mà khi nó đã trỗi dậy thì anh chị em không coi lời của Đức Chúa Trời ra cái gì cả, bước qua và làm đồ, bước qua và tin lời, bước qua và sẵn sàng phạm tội. Đó là thần tượng. Thần tượng có thể đó là công việc của anh chị em, có thể là anh chị em sẵn sàng để đeo bám lấy công việc của mình, sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều chỉ dẫn của Chúa. Anh chị em sẵn sàng nói Chúa ơi, Chúa muốn nói gì thì nói, nhưng mà nói sau đi, con bây giờ phải làm được cái đã. Và đó là thần tượng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy chú ý điều đó. Mỗi một chúng ta sẽ có những thần tượng khác nhau. Thần tượng chúng ta khác nhau bởi vì chúng ta sinh ra khác nhau, chúng ta ở trong những gia đình khác nhau, chúng ta sống trong những văn hóa khác nhau, chúng ta đam mê những thứ khác nhau. Và những điều đam mê đó lâu dần trở thành thần tượng trong lòng chúng ta. Ngày hôm mà Sa-chê gặp Chúa Giê-xu thì đó là hôm duy nhất thần tượng của ông bị sụp đổ. Anh chị em hãy nghe tôi nói này, không bao giờ cuộc đời của chúng ta thật sự tự do nếu chúng ta chưa một lần thật sự gặp lời Chúa Giê-xu. Tôn giáo không khiến anh chị em tự do, lễ nghi không khiến anh chị em tự do, nhà thờ không khiến anh chị em tự do, truyền thống gia đình không khiến anh chị em tự do, đạo đức đời này cũng không khiến anh chị em tự do. Anh chị em vẫn sống với thần tượng của mình. Nhưng tôi nói anh chị em này, khi anh chị em đối diện với Chúa Giê-xu, lập tức thần tượng đó yếu đi và bị sụp đổ. Anh chị em thấy tiền bạc nó yếu trước mặt Sa-chê không? Yếu, tự nhiên trở nên rất yếu. Trước đó thì sức mấy mà ông này ông bỏ ra một đồng ông mời hai cốc nước qua đi nha, tao là Sa-chê mà mày nói giỡn à, xin à, đi chỗ khác cho nói thế ngay, đúng không? Nói thế ngay, đi làm mà có cái ông tao phải bán cả nhân phẩm tao mới có tiền, mày đến xin sao được, đi chỗ khác cho Sa-chê mà. Nhưng hôm nay có một điều gì đó khiến cho Sa-chê biến thành con người khác rộng rãi hẳn ra, và hầu bao của Sa-chê mở rộng ra. Ai làm điều đó? Chúa Giê-xu làm điều đó. Và trong Kinh Thánh đầy dạy những con người như vậy. Anh chị em có nhớ câu chuyện của người đàn bà sống nét? Khi bà gặp gỡ Chúa Giê-xu xong thì bà đem một bình dầu quý giá mà dầu đó có thể bán được 300 đa-ni-ê. Nhưng bà không tiếc, bà đập ra và đổ hết trên đầu của Chúa. Tại sao bà làm được điều đó? 300 đa-ni-ê, anh chị em biết bao nhiêu tiền không? Một ngày làm việc quần quật từ sáng đến chiều được một đa-ni-ê thôi. Đó là một năm lương của người này. Một năm lương. Lương anh chị em bây giờ bao nhiêu? 10 triệu không? Hay là 20 đây cho nó nhiều nhỉ? Lương bây giờ 20. Đấy, một năm là anh chị em có khá nhiều rồi, đúng không? Phải 200-300 triệu. Nhưng ngày hôm đó người phụ nữ đó đã đem 200-300 triệu đấy đập một cái rạc sau luôn, chẳng may thậm chí 1 tỷ cũng đập luôn. Điều gì đó đã khiến cho thần tượng, những gì quý giá trong lòng sụp đổ. Anh chị em, để chúng ta hầu việc Chúa Giê-xu, thế
thì Chúa Giêsu phải thay thế vị trí của thần tượng trong lòng chúng ta nhất định. Còn nếu không, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chúng ta có thể hầu việc này. Và để cho Chúa Giêsu thay thế vị trí thần tượng trong lòng chúng ta thì chúng ta nhất định phải vượt qua mọi rào cản, phải nuôi dưỡng thần tượng, phải nuôi dưỡng ước mơ, phải có thái độ ăn năn cộng với đức tin sắt quyết để được gặp gỡ Ngài một cách cá nhân. Anh em đọc những câu kinh thánh mà tôi chép đây sẽ thấy, ví dụ như trong Thuộc Truyền chương 4 câu 29, A-mốt chương 5 câu 4, hai câu kinh thánh này nói gì? Đó là hỡi Israel, các ngươi phải hết lòng mà tìm kiếm Đức Giê-hô-va. A-mốt đoạn 5 câu 4 là gì? Cũng nói tương tự, các ngươi phải tìm kiếm Đức Chúa Trời vì Ngài là sự sống của các ngươi. Anh chị em ạ, Chúa là sự sống của chúng ta. Tất cả anh chị em ngồi đây hãy nghe nè, anh chị em ơi, trên đời này có một nguồn duy nhất là sự sống thôi, đó là Chúa Giêsu. Hãy nhớ điều này, đừng quên điều này. Bởi vì con người của chúng ta rất dễ lầm lạc. Con người của chúng ta nhiều khi lại nghĩ rằng tiền là sự sống của mình, tài sản là sự sống của mình, gia đình là sự sống của mình, người thân yêu là sự sống của mình và nhiều điều khác. Và chúng ta quên mất đi, chỉ có Chúa Giêsu duy nhất là sự sống của chúng ta. Tôi muốn gieo điều này vào lòng anh chị em. Tôi muốn anh chị em có khải thị về điều này. Vì khi anh chị em có khải thị về điều này, anh chị em sẽ khao khát gặp Ngài cho bằng được. Khi anh chị em có khải thị về điều này, anh chị em sẵn sàng trả mọi giá để gặp Ngài cho bằng được. Và khi anh chị em gặp Ngài rồi thì thần tượng trong lòng anh chị em sụp đổ và anh chị em bắt đầu hầu về Ngài. Tôi biết anh chị em ở đây, tất cả anh em mình ai cũng muốn hầu về Chúa. Kết quả tôi biết được rồi, vì tôi thấy được cái trái tim anh chị em yêu Chúa. Anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không có mặt ở đây. Anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không hết lòng hát lời khen Ngài. Anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không làm chứng ở nơi đây. Anh chị em không yêu Chúa thì anh em không đọc kinh thánh, đi học trường kinh thánh, thì cầu nguyện anh chị em. Tôi biết và xác với một điều là anh chị em rất 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 yêu Chúa, nhưng có những cản trở trong cuộc đời của anh chị em, có những khúc gỗ khúc đá Satan nó quấn vào để cho anh chị em không thể bước tới của Chúa Giêsu một cách dễ dàng. Hãy nhớ điều đó, khúc gỗ khúc đá đó có thể là đủ thứ giới hạn trong cuộc đời của anh chị. Đối với Satan đó là chiều cao của ông, nhưng đối với anh chị em có thể là xuất thân gia đình, đối với anh chị em có thể là vợ con chồng con, có thể đối với anh chị em có thể là nghề nghiệp, đối với anh chị em có thể là bằng cấp học thức, vân vân, là giới hạn cuộc đời anh chị em, nó khiến cho tâm trí anh chị em suy nghĩ rằng ai được chứ mình không thể được. Nhưng tôi muốn khích lệ anh chị em, không có giới hạn trong Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu, Ngài đã dẹp bỏ mọi giới hạn và Ngài nói với mọi người rằng ta không tay vì người nào, Chúa tay vì người nào, không tay vì người nào. Anh chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em hôm nay hãy chân thành đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con thật sự khao khát gặp Ngài, hãy giúp con, hãy giúp con vượt qua mọi giới hạn của bản thân, giúp con vượt qua mọi giới hạn, mọi rào cản của bản thân, vượt qua mọi cái điều gì mà do con xuất thân mà con. Có thể đó là tính nhút nhát của con, có thể đó là tính khép kín của con, tự kỷ ám thị của con, có thể đó là cái tính cách của con, cái tính ích kỷ của con, cái tính không có thể hòa đồng được với mọi người của con, cho nên con không thể nào có thể hòa nhập được với thân thể của Ngài. Lạy Chúa hãy giúp con. Nhiều lắm anh chị, có thể đó là ích kỷ, có thể đó là kiêu ngạo, có thể đó là sự khoe mình, có thể đó là điều gì đó mà khiến cho chúng ta không thể nào bước tới. Anh chị em ạ, Chúa có thể giúp anh chị. Hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con khao khát Ngài, Chúa ơi, con thật tâm muốn gặp Ngài, con biết rằng trong Ngài có tất cả mọi điều,
ân điển của Ngài đủ cho con để ngăn lời. Hãy nói với Chúa bằng đức tin. Và anh chị em tôi biết anh chị em sẽ nhận khải thiện của Chúa. Anh chị em sẽ nhận được một tiếng phán trong lòng. Anh chị em sẽ nhận được một tiếng phán nhỏ nhẹ trong lòng, y như cô Thúy đã làm chứng. Chúa sẽ nói với anh chị em giới hạn bản thân của anh chị em là gì. Và khi Ngài phán thì người đó được tự do. Khi Ngài nói thì người đó được chiêu sinh. Trong Thi Thiên đã chép, trong ánh sáng của Chúa chúng còn thấy sẵn sàng. Chúa phải chiếu sáng anh chị em. Chúa chiếu sáng nhờ tấm lòng của mình chân thành khao khát hạ mình. Mỗi một người chúng ta đều có những giới hạn, nhưng hãy vui mừng đây, Chúa giúp chúng ta vượt qua những giới hạn đó. Rồi khi anh em gặp Chúa, mọi thần tượng trong lòng anh chị em sụp đổ. Đó là lúc anh chị em có thể hầu nguyện Chúa Giêsu. Cho nên cái cách chúng ta đối xử với tài sản của cải tiền bạc nó quan trọng. Đây là thần tượng đầu tiên trong tất cả các thần tượng. Đây là thần tượng đầu tiên của cải tiền bạc, là thần tượng đầu tiên. Và tôi nói với anh chị em là tất cả mọi người chưa có sự khải thị từ Chúa thì đều cho rằng tiền bạc chính là bức tường thành trong cuộc đời của mình. Tiền bạc chính là chỗ dựa trong cuộc đời của mình. Có tiền thì mày thấy yên tâm, không có tiền là thấy bối rối. Nói mỗi một con người đều có cảm giác đó, không thể đợi gió mình được đâu. Cảm giác đó là có thật. Bởi vì ở đời này Satan đã định cai trị đời này bởi của cải và tiền bạc, bởi sự vinh quang, bởi sức mạnh. Nó muốn gieo vào tư tưởng của hàng tỷ người điều đó, để cho con người ta không nhờ cậy Đức Chúa Trời 100%, mà trong đó vẫn có một chút nào đó của tiền bạc. Chúa muốn đánh sập đổ tư tưởng đó trong lòng chúng ta. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa không lừa anh chị em đâu, Chúa không bỏ anh chị em đâu. Chúa là đấng tru cấp cho chúng ta, Chúa là đấng khiến cho của cải anh chị em thêm lên, Chúa là đấng khiến cho mọi công việc của anh chị em được thành vượng, Chúa là đấng khiến cho anh em có thể sống dư dật thịnh vượng và làm điều nhiều điều lành nữa. Chắc chắn một điều, nhưng cái điều mà Chúa muốn trước hết đó là thần tượng ma môn phải bị sụp đổ trong lòng của mọi chúng ta. Ma môn phải đi. Anh em đừng tưởng những người giàu có mới thờ ma môn, đừng nghĩ như thế là nhầm đấy. Người nghèo cũng thờ ma môn, người không có xu nào trong túi cũng thờ ma môn. Thờ ma môn là gì? Thờ ma môn là người mà nghĩ rằng tiền bạc là chỗ giường của chúng ta, đó là người thần mà mong. Chứ không phải đựng vài trăm tỷ mới thờ mà mong. Không, có những con người có vài trăm tỷ trong người nhưng họ không thờ mà mong. Nhưng có những người chẳng có xu nào trong túi vẫn thờ như thờ. Cho nên cái vấn đề ở đây là linh chứ không phải là cái tâm trí của người. Nhất định chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, mà nhất định chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn thần tượng ma môn trong lòng con phải sập đổ. Bằng cách gì chú tiên? Trung tín trong đời sống dân hiến. Tại sao Đức Chúa Trời định sự dân hiến? Tại sao Chúa bảo con cái Ngài phải dân hiến? Tại sao Chúa bảo con cái Ngài phải dân 1/10, phải dân cho những người nghèo khó, phải dân cho những việc này việc kia? Tại sao vậy? Anh chị em ạ, không phải Chúa cần tiền của anh chị em đâu. Tôi đảm bảo Đức Chúa Trời trên trời, Ngài không có tiền của chúng ta, Ngài vẫn sống khỏe như thường. Ngài cần gì đâu tiền bạc đâu, Ngài chẳng cần. Nhưng mà Ngài ra những cái luật đó, Ngài định những cái điều răn đó là để cho anh chị em chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc của tiền bạc. Anh chị em nhớ câu chuyện người đàn bà ngó dân của anh. Tại sao Chúa Giêsu bảo rằng bà dân nhiều nhất? Tôi đảm bảo với anh em rằng người đàn bà ngó này đã tự do khỏi ma môn. Tôi không cần biết bà nhiều tiền ít tiền, nhưng mà cả hai đồng xu để bà ăn ngày hôm nay, không có hai đồng xu nào bà chết. Bà đâu có gì ăn đâu. Nhưng bà sẵn sàng móc hai đồng xu này bỏ vô thùng. Và bà nói sao? Ta sẽ không chết vì Chúa sẽ luôn này. Amen. Có phải đó là người tự do không? Người tự do là người nói cái câu đó. Tôi khích lại cho em thử đi, xem thử anh em đã chết không. Nếu gần chết thì đến nay tôi sẽ luôn sống cho.
thánh thoải mái. Bảo bạn đừng sợ, đừng sợ bao giờ, không chết đâu. Chắc chắn khi chúng ta tin cậy Chúa 100% thì tự nhiên những định luật của thiên đàng sẽ bắt đầu ứng nghiệm trên đời sống anh chị. Chúa nói trước hết hãy tìm hướng trời và sự công chính của Ngài, Ngài sẽ ban cho các con hai mọi điều ấy nữa. Cho nên trở lại với câu chuyện ở trong Sa-chê, thần tượng Ma-môn đã sụp đổ trong lòng của ông. Và cuối cùng Chúa Giê-xu kết luận một câu: hôm nay sự cứu đã vào nhà này. Chúa Giê-xu nói câu đó trước hay sau? Sau. Chúa Giê-xu nói câu đó sau khi Sa-chê công bố: ta sẽ đền gấp tư cho người nào ta đã từng làm hại, ta sẽ lấy một nửa để làm của bố thí. Sau khi Sa-chê nói câu đó, Chúa Giê-xu hiểu rằng quả thật ngôi của Đức Chúa Trời đã đạt được trong trái tim của Sa-chê. Và Ngài nói rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì con người đến để tìm và cứu những người hư mất. Cho nên thưa anh chị em, sứ điệp hôm nay tôi muốn khích lệ anh chị em là đừng để cho bất cứ điều gì giới hạn bản thân gặp gỡ Chúa Giê-xu. Dù nó là gì, hãy vững vàng, hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, giúp con thật sự muốn tự do khỏi thập tự để phục vụ Ngài. Chúa giúp con, giúp con vượt qua những văn hóa của gia đình, vượt qua những ích kỷ của bản thân, vượt qua những giới hạn của bản thân, vượt qua những khả năng mà con có, vượt qua những điều mà điều đó đã cản trở cuộc đời con bao nhiêu năm nay, để con không thể tiến thêm một bước nào trong lĩnh trình đi với Ngài. Lạy Chúa hôm nay giúp con, giúp con vượt qua. Chúa ơi, Đức Chúa Trời sẽ đến, chắc chắn Ngài đến, và Ngài cho anh chị em một khải thị để vượt qua, giống như Ngài cho Sa-chê một khải thị hãy leo lên một cây. Thì hôm nay Chúa sẽ cho anh chị em khải thị để tìm vượt qua. Anh chị em có amen với điều đó không? Và nhất định những thần tượng trong lòng anh chị em phải bị sập đổ. Cho nên kết thúc bài giảng hôm nay có nhiều điều để cho anh chị em suy ngẫm. Câu thứ nhất, Sa-chê là người giàu có, ông có địa vị và danh tiếng. Điều gì khiến ông quên hết tất cả những thứ ấy mà trèo lên một cái cây ở giữa đất đó? Anh chị em hãy suy nghĩ điều này nhé. Điều này giúp ích cho đời sống tâm linh của chị em. Tôi nhắc lại câu hỏi này: Sa-chê là người rất giàu có, ông có địa vị và danh tiếng, nhưng điều gì khiến ông quên tất cả những sự đó mà ông có thể trèo lên cái cây rất tầm thường ở giữa một đám đông? Câu thứ hai, điều gì khiến cho quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời hành động trong lòng ông? Có phải quyền năng của Chúa hành động trong lòng ông không? Nói ra, ông là một con người phải nói là hung dữ, có quyền lực, sẵn sàng chà đạp tất cả để kiếm tiền, không giỡn được, ai lăng quăng là bỏ tù, ông có quyền lực mà. Nhưng hôm nay điều gì khiến cho lòng ông trở nên như một đứa trẻ vậy? Tại sao ông mềm mại vậy? Tại sao bây giờ ông hiền hòa vậy? Tại sao ông dễ thương vậy? Điều gì? Câu hỏi thứ ba là câu hỏi cho bản thân chúng ta: anh em đã được sinh ra trong hoàn cảnh nào, và anh em có cho phép điều đó ngăn trở anh em đạt mục tiêu trong Chúa không? Ý nói là anh em xuất thân như thế nào, gia đình ra sao, học vấn thế nào, quá khứ ra sao, tuổi thơ như thế nào, những hoàn cảnh đó có đang cản trở anh em đạt được mục tiêu mà Chúa đặt trong lòng anh em không? Nếu có thì khải thị nào để giúp anh em xử lý nó bây giờ? Đây là ba câu hỏi anh em ghi nhớ để cho có được một cái bài học quý báu trong buổi sáng ngày hôm nay. Đấy là những lẽ thật mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta tóm lại thấy rằng bởi cái tấm lòng ăn năn và đức tin
thì khiến cho quyền năng của Chúa hành động. Anh em muốn Chúa Trời hành động qua cuộc sống mình không? Qua công việc, qua tất cả những gì mình đã có không? Anh em ơi, mình cần một tấm lòng ăn năn và một đức tin. Ăn năn là gì? Muốn thay đổi. Anh em có muốn thay đổi không? Nếu muốn, Chúa có thể làm được. Bởi đức tin. Đừng bao giờ bằng lòng với những giới hạn mình đã gặp phải. Có những con người ngày hôm nay nói rằng, thôi, cái số tôi nó như thế, cho nên thôi tôi cứ lầm lũi như vậy thôi. Không, đừng như thế. Không có số nào ở đây hết. Đó chính là cản trở của Satan. Đó chính là cản trở của đời này, khiến anh em không thể trở thành đầy tớ chân thật của Đức Chúa Trời. Hãy vượt qua, vượt qua, vượt qua bởi sự giúp đỡ của Chúa. Amen. Anh em hãy cầu nguyện điều này bây giờ nhé. Tôi mời Hằng Thắng đồng đứng lên với tôi. Và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện theo ba câu hỏi này. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa đem anh em từ cái vị trí hiện tại qua cái chỗ mà Chúa muốn anh em đến. Anh em hãy cầu Đức Chúa Trời bây giờ, lạy Chúa hãy đem con ra khỏi giới hạn của con, ra khỏi điều đang trói buộc và cản trở con. Nào, hỏi thánh hãy cầu nguyện điều đó đi. Lạy Chúa hãy đem con ra khỏi giới hạn, ra khỏi hoàn cảnh, ra khỏi điều mà con đang gặp phải, đến nơi Chúa muốn con đến. Hãy cầu nguyện đi chị. Mọi người hãy mở môi miệng mình, mọi người hãy tập trung về với Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hãy nói điều đó. Đức Chúa Trời sẽ đến và khải thị cha nam ngay giờ này. Đức Chúa Trời đến và khải thị cha nam ngay giờ này. Đức Chúa Trời đến và nhất định ngày khải thị cha nam cách mà em vượt qua giờ này. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Lạy Chúa con cầu nguyện. Lạy Chúa anh em con đang cầu nguyện. Lạy Chúa anh em con đang cầu nguyện. Lạy Chúa anh em con đang cầu nguyện. Lạy Chúa trong danh của Giêsu quyền năng. 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 Hãy khải thị cho em con xin Cha hãy khải thị cho em con. Dù em con đang ở trong giới hạn nào, thì buổi sáng hôm nay hãy khải thị cho em con biết cách để em con vượt qua, biết cách để em con vượt qua, biết cách để em con vượt qua. Lạy Chúa và Sa Chết đã nhận được khải thị là trèo lên cây cây. Thì anh em con hôm nay cũng nhận được khải thị. Anh em con hôm nay cũng nhận được khải thị trong danh Giêsu. Khải thị hãy đến, hãy đến, hãy đến, hãy đến. Hãy đến trong danh Chúa Giêsu Christ. Mỗi một hoàn cảnh con em phải được hóa giải bởi khải thị của Chúa. Mỗi một hoàn cảnh con em phải được khải thị bởi Chúa ngay bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hỡi Cha trên trời cao, hãy thăm viếng anh em con. 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 Hãy thăm viếng từng người trong anh em con. Mỗi một người là Chúa hãy đồng chạm. Hãy đồng chạm vào tấm lòng của họ. Con cầu nguyện ngay giờ này. Cha ơi, hãy đồng chạm vào tấm lòng của họ. 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 Thánh Linh ơi, hãy chạm vào tấm lòng của anh con. Hãy chạm trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy chạm trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúa ơi, con biết rằng không hoàn cảnh nào giữ anh em con ở lại vị trí này. Không hoàn cảnh nào làm anh em con dừng bước ở vị trí này. Còn tin rằng Chúa muốn đưa anh em con đi xa hơn. Chúa muốn đưa anh em con đi xa hơn. Chúa muốn đưa anh em con đi mạnh hơn. Chúa ơi, hãy khải thị cho anh em con. Hãy khải thị cho hội thánh ngài. Hãy khải thị cho hội thánh ngài. Hãy khải thị cho hội thánh ngài. Mọi lòng ở đây được chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn ngài, 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 cảm ơn ngài.
dù đó là niềm đam mê, dù đó là sự bất kỳ, dù đó là mọi giới hạn nào trong bản thân, thì hôm nay không ngăn trở nên con gặp Chúa Giêsu đó, trong danh Chúa Giêsu để nên con vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua và gặp gỡ Chúa Giêsu tại chính cuộc đời mình. Thân thể tôi là Chúa ơi hãy đến, mọi người hãy cầu nguyện, tôi muốn tất cả mọi người hãy cầu nguyện, tôi muốn tất cả mọi người đứng lại hãy cầu nguyện, tất cả hãy cầu nguyện, tất cả hãy cầu nguyện. Đừng ai đứng yên, đừng ai đứng yên, đừng ai mà không bảo con nguyện được. Chúa Giêsu đang ở đây, sạch chê đang gặp gỡ Chúa và được thay đổi. Anh em cũng phải gặp gỡ Chúa và được thay đổi. Chính bây giờ được gặp gỡ Chúa, chính bây giờ anh em được gặp gỡ Chúa. Lạy Chúa hallelujah, lạy Chúa hallelujah, lạy Chúa hallelujah, lạy Chúa hallelujah, lạy Chúa hallelujah. Ô, chúng con đang thờ lạy Ngài, chúng con đang đến với Ngài, chúng con đang nói lên, chúng con cần Ngài, chúng con cần Ngài, chúng con cần gặp Ngài, lạy Chúa nên con cần gặp Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Ô, cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Anh em hãy nhắm mắt mình lại hướng lòng về Chúa. Tất cả nhắm mắt mình lại hướng lòng về Chúa. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh cũng thăm viếng anh em giờ này. Tôi tin sắc quyết trong lòng rằng Đức Thánh Linh cũng thăm viếng anh em giờ này. Đức Thánh Linh đến trên anh em giờ này. Đức Thánh Linh đang đến trên anh em giờ này. Đức Thánh Linh đến và rọi rạc từ mình. Ngài là đấng khải thị Chúa Giêsu cho anh em. Lạy Chúa con cầu nguyện. Chúa Thánh Linh yêu dấu, hãy đến trên dân sự của Ngài giờ này. Hãy chạm đến dân sự giờ này, hãy đổ đầy dân sự giờ này, chạm nữa Chúa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, từng người một Chúa, hãy đến trên từng người Chúa. Anh em hãy cảm nhận Chúa Thánh Linh đang đến cho mình, hãy nhắm mắt hướng lòng về Ngài, đừng phát lòng. Chúa Thánh Linh đang đến cho anh chị em, Ngài đến để thăm sóc cho anh chị em, Ngài đến để bổ sung cho anh chị em giờ này. Đến Chúa, đổ đầy dân sự của Ngài, hãy đầy đi, hãy đầy. Hãy đây, hãy đây, hãy nhận lại Thánh Linh của Ngài, hãy được nhận dạy Thánh Linh của Ngài, hãy được đây 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 dạy Thánh Linh của Ngài, hãy được tự do và đây dạy Thánh Linh của Ngài, hãy được tự do và đây dạy Thánh Linh của Ngài, hãy được, nhận đi, anh em hãy nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, Chúa. Ngọn lửa của Thánh Linh Ngài hãy phóng xuống em con. Ngọn lửa của Thánh Linh Ngài hãy phóng xuống em con. Ngọn lửa của Thánh Linh Ngài hãy phóng xuống em con. Ở trong lòng của em con có sự biến đổi Chúa. Chạm nữa, 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 chạm nữa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Chúa đang rò chạm anh chị em, Chúa đang ở đây, Ngài rò chạm anh chị em, Ngài là đấng rò chạm anh chị em, Ngài là đấng rò chạm anh chị em. Hãy đừng đụng chạm giờ này, 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 hãy đừng đây giờ này, 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 đây mỗi giờ này, trong chân của Giêsu quyền này, trong chân của Giêsu quyền này, hãy đừng đây giờ này. Hãy đổ đây, 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 đổ
chạm của Ngài, đồng chạm chúng con, 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 thành sức cho, 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 thành sức cho. Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa thánh linh đang vận hành ở đây, Chúa thánh linh đang vận hành ở đây. Ai có đau yếu mình không? Ai có những rối buộc nào trong cuộc sống của mình? Hãy nói với Chúa, lạy Chúa con muốn tự do, lạy Chúa thánh linh hãy tâm huyết con. Hãy nói với Chúa điều đó. Thân Chúa đang vận hành ở đây, thân Chúa đang vận hành ở đây. Trong chân của Giêsu, thân công bố sự tự do ở đây, thân công bố sự tự do ở đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.